mày học ở đâu cái thói cướp giật vậy hả? Thôi được rồi, thôi đi về lẹ đi, không là ổng đập nữa đó. Con. Ủa, con là ai? Con là Lan Anh, bạn cùng lớp với Nguyễn. Cô ơi, Nguyễn bị người ta đánh ngoài đường rồi cô. Cái gì? Thằng Nguyễn nó bị ai đánh vậy con? Cô mau đi cứu Nguyễn đi cô. Mày hả mày? Ê, tao sẽ giết chết mày. Mày, mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao? Tôi là cha của thằng bé này. Mày nghĩ là tao sợ mày hả? Làm sao mà nó bị thương vậy? Tại con chở trong xe cho nên con không biết chuyện gì xảy ra. Mà anh Đạt có nói là do nó đi chơi rồi gây chuyện với ai đó, sau đó bị người ta đánh. Bị đánh? Mà ai đánh nó? Có phải cô ta chính là nguyên nhân khiến anh mở thêm xưởng bánh ở Tây Ninh? Hai người đã lén lút qua lại với nhau từ bao lâu rồi? Em có điên không mà thích suy nghĩ lung tung vậy Khuê? Tôi suy nghĩ lung tung hay là anh có chuyện mờ ám muốn giấu giếm tôi? Thôi đủ rồi, đừng có gặp nhau nữa. Như vậy thì tốt hơn. Dạ. Má tới đây để làm cái gì? Má đi nhận con dâu hả? Con tới đây làm cái gì? Chồng của con thì bị nó cướp. Bây giờ cả mẹ chồng cũng về phe nó. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên.